Đây là chương trình 180 giây thay đổi được phát sóng hàng tuần trên kênh fanpage Bệnh viện Từ Dũ. Xin chào các bạn của chương trình 180 giây thay đổi của Bệnh viện Từ Dũ. Hôm nay bác sĩ xin nói đến một vấn đề thường thấy trong thai kỳ. Tình trạng sanh non như các bạn đã biết với tỷ lệ là khoảng 19%, có nghĩa là cứ 5 thai kỳ sẽ có một thai kỳ bị biến chứng của những tình trạng sanh non. Đặc biệt là biến chứng gây lên bé, có thể biến chứng về khó thở, sâu sanh, xuất huyết não, biến chứng tử vong sau đó. Để giảm thiểu những biến chứng này thì hiện tại một số nơi người ta có thể dùng thuốc hỗ trợ phổi. Hỗ trợ phổi là thuốc gì, dùng như thế nào, nó hoàn toàn có lợi hay là nó không có bất lợi gì? Hôm nay sau chương trình này, hy vọng với những lời giải đáp có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái số thuốc này khi mà gặp phải tình trạng do sanh non. Đầu tiên là mình sẽ đến hiểu thuốc hỗ trợ phổi là gì. Thuốc hỗ trợ phổi thực chất đó là thuốc thường được sử dụng trong những thai kỳ mà có nguy cơ sanh non hoặc là có nhiều khả năng sẽ sanh non tháng ra. Sanh non ở đây là cái lúc khoảng trước 32 tuần, trước khi cái thời gian mà đứa bé có thể tự sản sinh ra một cái chất nó làm cho giãn nở phổi của nó ra. Thật sự khi mà đứa bé mình sinh trong cái giai đoạn đó mà cái phổi nó chưa có hoàn thiện thì ngoài cái biến chứng là sao sanh nó có thể suy hô hấp ra, có thể kéo dài ra, thời gian nằm viện tăng, tỷ lệ xuất huyết não, nhiễm trùng và tử vong sau đó cũng tăng. Thuốc hỗ trợ phổi mình sẽ thường thấy trên thị trường là dexamethasone và betamethasone, và có nhiều nghiên cứu để mà chứng minh cái tác dụng gọi là mong muốn của nó, cũng giống như là nó nêu ra một số cái tác dụng phụ. Đó là hai thuốc mà chính yếu được nghiên cứu rộng rãi rồi. Tiếp theo nữa ta sẽ đề cập đến là làm sao mà thuốc hỗ trợ phổi có thể làm tăng cường cái khả năng hô hấp của bé. Sẽ đề cập một phần đến cái cơ chế tác động của thuốc hỗ trợ phổi. Thật sự thì là cái cơ chế chính của thuốc hỗ trợ phổi là nó kích thích qua một số những cái cơ chế rất là phức tạp. Nhưng ở đây thì bác sĩ xin nói một cách ngắn gọn nhất là nó kích thích cái quá trình cuối cùng, nó sinh ra cái chất surfactant. Thật sự nếu mà các bạn search trên mạng, các bạn sẽ thấy là cái surfactant á, chủ yếu của nó là nó làm cho phổi giãn nở, giúp cho bé không bị xẹp phổi sau sanh. Rồi do không bị xẹp phổi cho nên cái khả năng về nhiễm trùng miễn dịch của bé nó cũng giảm thiểu sau đó. Cái chỉ định của nó thường thường nó sẽ làm trong 28 cho đến 32 tuần. Thì đây là cái chỉ định chính của bé để mà chích hỗ trợ phổi, nghĩa là có những thai kỳ mà sanh non trong khoảng thời gian này bé sẽ được tiêm hỗ trợ phổi. Như vậy thì câu hỏi cuối cùng đặt ra là liệu hỗ trợ phổi có hoàn toàn tốt hay không? Tiêm nhiều có lợi hay không và có những cái bất lợi nào sau đó hay không? Thực sự thì hỗ trợ phổi là một thuốc mang đến những lợi ích như đã nói ở trên. Tuy nhiên, đó là một cái thuốc có khả năng tác động đến cái hệ trục hạ đồi tuyến yên của đứa bé. Có nghĩa là nó khả năng trực tiếp ảnh hưởng lên não, cho nên một số nghiên cứu báo cáo nó có khả năng ảnh hưởng nhẹ đến cái vấn đề tâm sinh lý của bé sau sanh. Một số người có thắc mắc là nếu mà sử dụng tốt vậy thì mình sử dụng nhiều lần được hay không? Những người mà sử dụng từ 2, đặc biệt là từ 3 lần trở lên, có khả năng đứa bé nó sẽ bị đóng khớp sớm và chậm phát triển về tâm thần vận động sau đó. Như vậy thì còn bản thân người mẹ thì sao? Nếu mà người mẹ mà sử dụng thuốc hỗ trợ phổi một cách quá liều, có khả năng sẽ tăng thêm nguy cơ nhiễm trùng, nguy cơ rối loạn điện giải và những nguy cơ bất lợi sau đó được báo cáo. Tóm lại thì thuốc hỗ trợ phổi thật sự là nó mang đến những tác dụng rất lớn cho bé, giảm thiểu những cái tai biến rất lớn cho bé sau sanh và ngay sau đó. Tuy nhiên kèm theo đó là có một số những cái tác dụng bất lợi, mặc dù là cái khả năng, cái tần suất xảy ra nó không cao. Tuy nhiên lời khuyên của bác sĩ là nếu mà xảy ra tình trạng sanh non hoặc là tình trạng người mẹ trong cái thai kỳ mà tuổi thai nguy hiểm, nên đến những cơ sở y tế có khả năng theo dõi để chích được đúng liều, đúng thời điểm, cũng giống như là phát hiện sớm có khả năng xảy ra. Rồi, xin cảm ơn nha.